Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là phần 10 của series đầu tư cơ bản. Nội dung của bài viết ngày hôm nay là nói về việc khi nào lên tấn công, còn khi nào lên phòng thủ. Series này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Gerard Đỗ. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Trong bóng đá, sự luân chuyển giữa thế tấn công và thế phòng thủ tùy vào tình hình đang diễn ra trên sân đấu là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của những đội bóng hàng đầu thế giới. Một đội bóng đẳng cấp châu lục là một đội bóng biết khi nào nên tấn công dữ dội như sấm sét để tìm kiếm bàn thắng, và khi nào nên phòng thủ chắc như tường thạch để bảo vệ thành quả. Một đội bóng nếu chỉ giỏi duy nhất một trong hai kỹ năng kể trên sẽ không bao giờ có thể đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới. Để trở thành tân vương của Champions League, một đội bóng phải là bậc thầy của cả nghệ thuật tấn công lẫn phòng thủ. Trong đầu tư, bạn chính là vị thuyền trưởng chèo lái đội bóng của chính mình. Một nhà đầu tư tài ba là một người biết khi nào nên đưa ra danh mục vào vị thế tấn công và khi nào nên chuyển sang trạng thái phòng thủ. Tấn công sai thời điểm sẽ dẫn đến những khoảng lỗ kinh hoàng trong nháy mắt. Phòng thủ sai thời điểm sẽ dẫn đến bỏ qua những cơ hội sinh lời tuyệt vời trên thị trường. Nếu như mà chỉ giỏi tấn công ấy, bạn có thể sẽ có những mức lợi nhuận đáng tự hào trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà chắc chắn sẽ thua lỗ hết số tiền đó trong thời gian dài. Nếu chỉ giỏi phòng thủ, tỷ suất sinh lời của bạn chắc chắn có thể có khả năng đánh bại mức sinh lời chung của thị trường VN Index. Do đó, nhà đầu tư thông minh là người có cảm nhận tốt nhất về tình hình đang diễn biến trên thị trường và có những điều chỉnh hợp lý về thế cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục đầu tư. Một cách khác để suy ngẫm về tấn công và phòng thủ trong đầu tư là cân nhắc về hai rủi ro luôn song hành cùng nhau trên thị trường: rủi ro của việc mất vốn và rủi ro của việc bỏ qua cơ hội sinh lời. Khi một đội bóng đang trong tư thế tấn công, họ phải chấp nhận việc dâng cao đội hình và để một khoảng trống lớn ở phía sau. Đây là một rủi ro nếu như đối phương có thể triển khai thế phản công chớp nhoáng. Tương tự như thế, việc gia tăng vị thế tấn công trong danh mục sẽ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ cao hơn tương ứng. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường trải qua những khoảng thời gian bất định và đa số nhà đầu tư bắt đầu có những phản ứng mua bán đầy cảm xúc mang tính bay đan. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào phòng thủ, bảo toàn tỷ số thì việc ghi bàn sẽ rất khó khăn. Và vì thế các tiền đạo phải tận dụng rất tốt các cơ hội hiếm hoi mà họ có được. Một cách tương tự, nếu như danh mục đầu tư quá chú trọng đến việc phòng thủ thì chắc chắn nhà đầu tư đã bỏ qua rất nhiều cơ hội sinh lời tuyệt vời xuất hiện trong quá khứ và do đó có khả năng đánh bại hiệu suất chung của thị trường trong dài hạn. Chu kỳ thị trường ảnh hưởng thế nào đến vị thế danh mục? Thị trường sẽ luôn hoạt động theo ý chí riêng của nó. Sự dao động của giá cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào biến số nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư đều có những kỳ vọng riêng về triển vọng tương lai của thị trường dựa trên những luận điểm kinh tế hợp lý. Người viết đã nói, một cách khác để suy nghĩ về tấn công và phòng thủ là cân nhắc giữa hai rủi ro: rủi ro của việc bị mất vốn và rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Trong một thị trường giá lên, hầu như lúc nào rủi ro của việc bị mất vốn cũng luôn luôn thấp hơn rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Và điều ngược lại cũng đúng cho thị trường giá xuống. Nói một cách khác ấy, là vị trí của chu kỳ trên thị trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến tính cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư ưu tiên việc tấn công trên thị trường, điều đó có nghĩa là mục tiêu của bạn chính là tối đa hóa lợi nhuận. Ngược lại, một nhà đầu tư muốn đảm bảo thành quả hoặc là giảm thiểu thua lỗ sẽ chuyển sang vị thế phòng thủ. Một số hành động phổ biến liên quan đến vị thế tấn công và phòng thủ bao gồm: nếu mà tấn công thì gia tăng số tiền mua tài sản rủi ro hoặc là đầu cơ, gia tăng tỷ lệ đòn bẩy nợ margin, đầu tư vào một số cổ phiếu high risk high return thay vì đa dạng hóa, mua đuổi cổ phiếu đã tăng quá cao so với kỳ vọng bán giá cao hơn trong tương lai. Phòng thủ: gia tăng tỷ lệ tiền mặt, chú trọng nắm giữ cổ phiếu an toàn trong khủng hoảng. Giảm tỷ lệ margin, đa dạng hóa danh mục một cách an toàn. Những độc giả đã từng trải nghiệm trên thị trường chắc chắn sẽ nhận thấy rằng những hành vi được liệt kê ở trên luôn gắn chặt với thị trường giá lên, bull market, hoặc là thị trường giá xuống, bear market. Trong giai đoạn hưng phấn, chấp nhận thêm rủi ro để gia tăng lợi nhuận là một việc làm cực kỳ phổ biến. Trong giai đoạn hoảng loạn, hầu hết nhà đầu tư đều gia tăng tỷ lệ tích trữ tiền mặt và từ chối tham gia vào thị trường. Một cách thực tế nhất, nhà đầu tư không thể đồng thời triệt tiêu cả hai rủi ro của việc thua lỗ và bỏ qua cơ hội do cả hai luôn song hành cùng với nhau như hình với bóng trên thị trường đầu tư. Nếu như mà nhà đầu tư quyết định ưu tiên vị thế tấn công, họ cũng đã đồng thời chấp nhận rằng rủi ro mất vốn cũng tăng theo một tỷ lệ tương ứng.
Nếu như mà các nhà đầu tư ưu tiên vị thế phòng thủ, họ cũng ngầm hiểu rằng họ phải bỏ qua nhiều cơ hội sinh lời với mục đích bảo toàn tất cả những gì mà mình đang sở hữu. Do không thể đồng thời loại bỏ cả hai rủi ro trên tại bất kỳ một thời điểm nào đó trên thị trường, điều quan trọng nhất mà nhà đầu tư thông minh có thể làm là quyết định thứ tự ưu tiên của tấn công và phòng thủ tùy vào tình hình đang diễn biến trên thị trường. Trong đầu tư, dự đoán thị trường là một việc cực kỳ gian khó, nếu như không muốn nói là bất khả thi. Nhưng điều phân biệt giữa các nhà đầu tư lão luyện với những tay đầu tư nghiệp dư là nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đưa ra những ước lượng xác suất chính xác hơn về triển vọng đầu tư của thị trường trong tương lai khi so sánh với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Và nếu như mà họ ước đoán được rằng khả năng rất cao thị trường đang đi vào trend tăng điểm dài hạn, họ sẵn sàng luân chuyển danh mục đầu tư sang thế tấn công để tối đa hóa lợi nhuận. Lúc này rủi ro của việc bị mất vốn không quan trọng bằng rủi ro của việc bỏ lỡ những cơ hội sinh lời tuyệt vời đang được thị trường chiếu đãi. Điều ngược lại cũng đúng với thị trường giá xuống. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng phải hiểu rằng thị trường là một nơi mà sự bất định luôn ngự trị và do đó luôn có rủi ro rằng quyết định ưu tiên tấn công hay phòng thủ sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi thị trường diễn biến không đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư. Quyết định tăng tỷ lệ đòn bẩy margin cũng như tỷ trọng vào các cổ phiếu mang tính đầu cơ high risk, high return ngay đúng vào thời điểm thị trường chuẩn bị cắm đầu lao dốc sẽ luôn sản sinh ra một thế hệ nhà đầu tư mới bị chôn vùi. Trong trường hợp tệ nhất là cháy tài khoản do margin call. Tương tự như thế, một danh mục quá chú trọng vào phòng thủ vào thời điểm thị trường đang chuẩn bị tăng giá điên cuồng sẽ chứng kiến một tỷ suất lợi nhuận cực kỳ khiêm tốn khi so sánh với những nhà đầu tư khác. Và dĩ nhiên là cả sự ghen tị khốn khổ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng từng trải qua. Quyết định thời điểm chính xác để tấn công hay phòng thủ sẽ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của nhà đầu tư cần phải thuần thục. Kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường sẽ cho nhà đầu tư biết những tín hiệu đáng tin cậy trong việc xác định giai đoạn chu kỳ trên thị trường. Như câu nói nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam." Mặc dù câu nói này đã quá phổ biến đến mức gần như là trở thành một meme trong cộng đồng đầu tư, nhưng mà người viết phải thành thật công nhận rằng giai đoạn mà cả thị trường đang điên cuồng mua đuổi cổ phiếu một cách liều lĩnh, đặc biệt là các cổ phiếu lái sặc mùi đầu cơ, đó cũng chính là chỉ báo đáng tin cậy cho một đợt lao dốc không phanh sắp sửa diễn ra trên toàn thị trường. Và đây chính là thời điểm hợp lý nhất để nhà đầu tư thông minh ưu tiên vị thế phòng thủ trong danh mục để bảo toàn thành quả đầu tư của mình. Đầu tư tập trung hay là đa dạng hóa danh mục? Trong đầu tư, một trong những lời khuyên phổ biến nhất là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Logic của việc làm này rất đơn giản, không bao giờ đặt hết trứng vào một rổ. Nếu mà cả rổ trứng lỡ rớt xuống đất thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Và trong một khoảng thời gian trong quá khứ, người viết cũng rất đồng tình với quan điểm này. Cho tới khi người viết phát hiện ra rằng có một quan điểm hoàn toàn đối lập, được những nhà đầu tư hoặc là doanh nhân nổi tiếng nhất trên thế giới hoàn toàn ủng hộ. Elon Musk đã từng nói: "Đặt hết trứng vào một rổ không sao cả, miễn là bạn kiểm soát được hoàn toàn số phận của cái rổ đó." Đây chính là quan điểm hoàn toàn đối lập về khái niệm đa dạng hóa. Và chính Warren Buffett cũng đã từng ủng hộ phong cách đầu tư này. Ông ví dụ rằng, giả sử trong một danh mục đầu tư được xếp hạng từ cao xuống thấp, hoàn toàn trên tỷ suất sinh lời, đa dạng hóa về cơ bản là lấy tiền bỏ thêm vào những khoản đầu tư đang xếp hạng 4 hay là 5 thay vì bỏ thêm vào khoản đầu tư đang nằm ở vị trí đầu bảng. Hiểu một cách khác ấy, là khi áp dụng đa dạng hóa, nhà đầu tư phải phân bố dòng tiền vào những doanh nghiệp hạng trung tầm thường thay vì dồn hết tiền vào những ngôi sao đang tăng trưởng ấn tượng trong danh mục. Đây là một khái niệm đối lập hoàn toàn với đa dạng hóa và có nền tảng logic hợp lý của riêng nó. Khi đã ngồi chiêm nghiệm rất lâu về hai trường phái đối lập đa dạng hóa đầu tư và đầu tư tập trung, người viết đã hiểu rằng lợi ích nhà đầu tư có thể kiếm được từ đa dạng hóa chính là sự an toàn về mặt tâm trí lẫn hiệu suất đầu tư, trong khi lợi ích nhà đầu tư nhận được từ đầu tư tập trung là hiệu suất vượt trội trong trường hợp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Về cơ bản, đa dạng hóa ưu tiên phòng thủ trong khi đầu tư tập trung ưu tiên tấn công. Trong thực tế, nếu như bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với tất cả những khoản đầu tư trong tương lai, điều khôn ngoan nhất bạn có thể làm là tập trung đầu tư tất cả số tiền bạn có được vào khoản đầu tư sẽ sinh ra nhiều lời nhất và bỏ qua tất cả các khoản đầu tư còn lại. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là không cần thiết khi nhà đầu tư có thể chắc chắn về những gì diễn ra trong tương lai. Elon Musk là người ủng hộ quan điểm đầu tư tập trung, nhưng ông cũng không quên gắn thêm kèm với điều kiện, miễn là bạn kiểm soát được hoàn toàn số phận của cái rổ. Điều đó làm cho người viết tự hỏi, bao nhiêu người trong số chúng ta có thể tự tin rằng chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được vận mệnh của cái rổ đó? Bao nhiêu người trong số chúng ta ở đẳng cấp của Elon Musk hay là Warren Buffett? Những người có khả năng đặt cược vào tương lai hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Nếu nhà đầu tư là một người sở hữu kỹ năng đầu tư ở đẳng cấp như là Warren Buffett, một người có khả năng chắc chắn rất cao về triển vọng tương lai của các khoản đầu tư, không có lý do gì để họ tự không dồn gần như hết toàn bộ số vốn của mình vào khoản đầu tư sinh lời nhất thay vì dàn trải đều ra những khoản đầu tư chỉ đạt được mục đích chung chung là đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Đối với những trường hợp hiếm hoi này, tập trung tấn công là phương pháp đầu tư sáng suốt nhất. Bài học ở đây không phải kỹ năng phòng thủ vượt trội hơn tấn công hay là tấn công chỉ dành cho những nhà đầu tư tài giỏi, mà là làm thế nào để đạt được trạng thái cân bằng tối ưu nhất giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục đầu tư. Một danh mục tối ưu là khi thị trường đi lên, tỷ suất lợi nhuận của bạn tăng cùng thị trường cũng có phần nhỉnh hơn. Nhưng khi thị trường có lao dốc cũng không làm bạn bận tâm, vì bạn biết danh mục của mình sẽ rớt giá thấp hơn tốc độ lao dốc của thị trường. Dĩ nhiên khả năng đạt được điều này chính là thứ phân biệt giữa người giỏi với phần còn lại của giới đầu tư. Luân chuyển thế cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Nhà đầu tư nổi tiếng Howard Mark sau một thời gian dài chinh chiến trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã đi đến kết luận rằng: "Tôi ngày càng tin rằng công việc quan trọng nhất của một nhà quản lý quỹ không phải là quyết định bao nhiêu số tiền phân bổ vào cổ phiếu hay trái phiếu, thị trường nội địa hay thị trường nước ngoài, cổ phiếu vốn hóa lớn hay là vốn hóa bé, thị trường càng phát triển hay thị trường mới, đầu tư tăng trưởng hay là giá trị, cũng như đưa ra quyết định về các chiến lược đầu tư khác nhau. Công việc quan trọng nhất của một nhà quản lý quỹ là quyết định mức độ cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục đầu tư. Những thứ khác sẽ không có ích gì nếu như bạn đưa ra quyết định ngu ngốc về thế cân bằng trong tấn công và phòng thủ. Nếu như thế cân bằng trong tấn công và phòng thủ là tối ưu, những chuyện tốt đẹp sớm muộn gì cũng đến. Bạn có thể đưa ra rất nhiều quyết định khôn ngoan trong đầu tư, nhưng chỉ cần một sai lầm ngu ngốc trong việc quyết định sẽ tấn công ngay vào thời điểm thị trường chuẩn bị trải qua cơn điều chỉnh mạnh mẽ, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa trong nháy mắt. Và những quyết định khôn ngoan kia của bạn sẽ không thể cứu nổi bạn một danh mục đầu tư với vị thế tấn công đang hứng chịu cơn thịnh nộ của thị trường. Điều ngược lại cũng đúng, đầu tư quá an toàn trong giai đoạn thị trường đang uptrend dài hạn sẽ cho bạn một tỷ suất lợi nhuận cực kỳ khiêm tốn so với thị trường. Bạn có thể tự hào rằng mình đang đầu tư một cách an toàn, nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng kết quả đầu tư của bạn có thể tốt hơn rất nhiều thay vì chỉ nhận một tỷ suất lợi nhuận tệ hại như thế. Một cách thực tế, nhà đầu tư thông minh luôn phải điều chỉnh tỷ lệ cân bằng một cách liên tục để phù hợp với tình hình đang diễn ra trên thị trường. Hành vi của các nhà đầu tư khác cũng như môi trường đầu tư đang thuộc giai đoạn nào của chu kỳ trên thị trường sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra mức độ điều chỉnh hợp lý. Khi thị trường ngày càng hưng phấn, ngày càng nhiều nhà đầu tư chấp nhận thêm nhiều rủi ro để gia tăng lợi nhuận cũng như giá cổ phiếu đã tăng quá cao so với giá trị nội tại. Rủi ro không còn được quan tâm đúng mực vì tất cả những gì nhà đầu tư quan tâm lúc này là lợi nhuận. Những điều này báo hiệu rằng thị trường đang ngày càng trở nên nguy hiểm, tỷ lệ bong bóng phát nổ đang ngày càng cao qua thời gian và lúc này nhà đầu tư thông minh cần phải ưu tiên vị thế phòng thủ. Rủi ro của việc thua lỗ đang ngày càng lớn át rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Vì thế việc bảo toàn thành quả đầu tư cần phải được ưu tiên lên hàng đầu và do đó luân chuyển danh mục với tỷ trọng tập trung vào những cổ phiếu an toàn có khả năng chống đỡ tốt khi thị trường điều chỉnh là việc làm hoàn toàn cần thiết. Khi thị trường đang được giao dịch một cách hợp lý với những phiên giao dịch đặt nặng tính an toàn đến từ các đại đa số các nhà đầu tư, giá cổ phiếu đang được định giá ở mức chiết khấu so với giá trị nội tại, cũng như sự vắng mặt của những pha tăng giá bằng lần phi lý của các cổ phiếu đầu cơ penny báo hiệu một thị trường đang ít rủi ro. Thị trường càng ít rủi ro thì nhà đầu tư càng nên tăng cường vị thế tấn công trong danh mục. Lúc này, rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội đã hoàn toàn lấn át rủi ro của việc bị mất vốn. Vì thế, quyết định tối đa hóa lợi nhuận cũng cần phải được ưu tiên với tỷ trọng danh mục đầu tư tập trung và những cổ phiếu có nhiều rủi ro nhưng luôn dẫn dắt tốt trong giai đoạn thị trường đi lên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà đầu tư được phép lơ là việc phòng thủ trong danh mục của mình. Hãy luôn nhớ rằng, nếu không có quá trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt, việc thị trường đá bay bạn khỏi cuộc chơi là một kết quả tất yếu. Nhưng ưu tiên vị thế tấn công khi điều kiện thị trường cho phép là một quyết định chuẩn xác, nhưng hãy làm điều này một cách khôn ngoan. Kỹ năng hiệu chỉnh mức độ cân bằng giữa tấn công và phòng thủ sẽ luôn đòi hỏi nhà đầu tư phải có một góc nhìn tỉnh táo và sáng suốt về tình hình thị trường đang diễn biến trong thời gian thực. Một góc nhìn tỉnh táo là một góc nhìn hoàn toàn khác biệt khỏi cảm xúc của đám đông đang tràn lan trên thị trường và có khả năng tự đưa ra những nhận định một cách độc lập và khách quan về rủi ro và lợi nhuận cũng như những khoản đầu tư khác. Bạn không bao giờ có thể đầu tư thành công trong dài hạn nếu như tất cả những gì bạn làm là nghe những lời thì thầm từ đám đông thị trường. Để kết thúc bài viết, những người mượn lời từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và biến đổi nó một chút để phù hợp với tiêu đề của phần này. Hãy tấn công dứt khoát khi cả thị trường đang lo sợ phòng thủ và hãy phòng thủ chắc chắn khi cả thị trường đang điên cuồng tấn công. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!